Xin kính chào quý bạn và các vị đã đến với bản tin Liên Quân trên kênh YouTube Khánh Hy. Ở bản tin Liên Quân số đầu tiên thì chúng ta đã nhắc đến giải đấu KIC 2023, giải đấu lớn nhất của Vương Giả Minh Diệu, tựa game cha đẻ của Liên Quân Mobile. Và trong bản tin ngày hôm nay thì em sẽ cung cấp tới các thầy bản thống kê chi tiết các thay đổi của tướng Liên Quân trong giải đấu KIC 2023 và so sánh với tướng Liên Quân mà chúng ta đang chơi xem là khác biệt nhau như thế nào. Qua đó thì các thầy sẽ có những cái nhìn toàn cảnh hơn và hiểu hơn là tại sao giải đấu KIC 2023 các tuyển thủ lại chuộng tướng Liên Quân của chúng ta nhiều đến như vậy. Đầu tiên là với Airy, nội tại của Airy mà chúng ta đang chơi là gây 80 cộng 120% công vật lý sát thương chuẩn và hút máu 100% khi đánh trúng tướng địch. Trong khi đó, với Airy phiên bản KIC 2023 thì là gây 120 cộng 100% công vật lý sát thương chuẩn và vẫn hút máu 100% khi đánh trúng tướng địch. Nhưng ngoài ra còn có thêm hút máu 50% khi đánh trúng mục tiêu không phải tướng. Với thay đổi này thì Airy của phiên bản KIC sẽ có khả năng tăng tiến sức mạnh nhanh hơn ở đầu trận so với Airy phiên bản gốc của chúng ta. Qua đó sẽ dễ dàng lết hơn mà đánh về cuối trận thì vẫn rất là mạnh. Chưa hết nhá, ngoài hút máu khi đánh trúng tướng địch ra thì Airy của KIC còn có cả khả năng hút máu với các mục tiêu không phải là tướng. Và các mục tiêu không phải là tướng sẽ là quái rừng này, lính này, mà không biết là có thêm cả trụ luôn không, bởi vì trụ cũng là mục tiêu không phải là tướng mà. Mà chắc là có đấy, bởi vì đòn đánh nội tại là đòn đánh cường hóa cơ mà. Ôi giời ơi, thế này thì cần mẹ gì biến về nữa. Một mình solo với mục tiêu lớn, một mình solo với trụ luôn nha. Mẹ thấp máu thì lại ra bú mấy con quái rừng, mấy con lính là lại ok ngay. Rồi thêm cả quả ulti giữ hạn sát thương phải nhận chỉ là 8% máu tối đa so với là 10% máu tối đa của Airy Liên Quân. Rồi còn cả giảm thời gian hồi chiều ở các cấp độ đầu tiên nữa chứ. Mẹ Airy thì nay mới là Airy chứ lại. Chứ như Airy Liên Quân ở thời điểm hiện tại nó còn trả vào meta. Chứ nếu như Airy Liên Quân được Airy như thế này thì chỉ có auto ban được chứ chơi bởi cái mẹ gì nữa. Tiếp đến là Zuka của phiên bản KIC có chút điều chỉnh so với phiên bản gốc của Liên Quân ở chiều cuối. Cụ thể, Zuka phiên bản của AIC sau khi kích hoạt chiều cuối, đòn đánh thương kế tiếp của hắn sẽ được cường hóa giúp gây thêm sát thương, tăng dần theo cấp chiêu thay vì là tăng theo công vật lý giống như phiên bản gốc. Điều này có nghĩa là Zuka phiên bản KIC sẽ bị giảm chút sức mạnh so với phiên bản gốc ở Liên Quân. Nhưng mà dù sao thì đây cũng chỉ là sát thương thêm từ đòn đánh cường hóa của chiêu cuối thôi. Còn lại thì vẫn y nguyên bản cũ cho nên là giảm không đáng kể. Và Zuka của phiên bản KIC vẫn rất mạnh và được tuyển thủ ưa chuộng rất nhiều. Florentino khi mà được du nhập vào KIC sẽ được cố định thời gian hồi chiêu 1 là 6 giây thay vì là giảm dần từ 9 xuống 7 giây theo cấp độ chiêu thức. Điều này giúp cho Florentino Liên Quân đã mạnh thì Floor của KIC còn mạnh hơn, đặc biệt là ở đầu trận vì giảm hồi chiêu 1 sẽ giúp cho Floor liên tục được tung hoa, đặc biệt là trong giao tranh tổng khi kích hoạt chiêu cuối thành công. Vedet đã được trả lại sức mạnh vốn có ban đầu ở phiên bản KIC 2023 khi mà được tăng 20% tốc chạy khi thi triển đòn đánh nội tại. Bên cạnh đó, thời gian duy trì nội tại sẽ bị giảm một nửa so với phiên bản Liên Quân và khả năng hút máu được cố định lại để cân bằng. Cụ thể, khả năng hút máu của phiên bản KIC sẽ mạnh hơn ở đầu game và yếu hơn ở cuối trận so với phiên bản Liên Quân. Butterfly khi được mang qua KIC thì được chỉnh sửa duy nhất là tăng thêm 10% tốc chạy khi kích hoạt chiêu 1 so với Butterfly của Liên Quân. Đây chắc chắn là một sự điều chỉnh không đáng kể, nhưng mà Butterfly lại đang được rất ưa chuộng trong giải đấu KIC thì có lẽ không phải yếu tố đến từ sự điều chỉnh này mà có thể là đến từ trang bị của Vương Giả Vinh Diệu hoặc là cơ chế counter man pick có liên quan đến các tướng của Vương Giả Vinh Diệu đã giúp cho Butterfly được ưa chuộng bởi các tuyển thủ. Murat ở phiên bản KIC cũng đã được hoàn trả sát thương của chiêu cuối khi mà gây sát thương đa mục tiêu sẽ không còn bị giảm sát thương giống như là Murat của Liên Quân nữa. Nếu ai đã từng chơi Murat lúc vị tướng này mới ra mắt ý, thì sẽ biết là chiêu cuối không bị trừ sát thương của nó bá văn đạo như thế nào. Trong khi đó, Murat ở thời điểm hiện tại còn có thể spam chiêu cuối nhờ cơ chế tích nội tại từ đòn đánh thường và chiêu 1 thì Murat trong KIC đang cực mạnh so với Murat của Liên Quân hiện tại. Sinetia là một trong những vị tướng được thay đổi nhiều nhất, thậm chí nha là còn có thể dùng từ được làm lại trong phiên bản KIC. Cụ thể, Sinetia trong phiên bản KIC sẽ không sử dụng nội tại của Sinetia nguyên bản, mà thay vào đó nó sẽ lấy nội tại của Triệu Vân Liên Quân. À, thế nó mới hay chứ lại. Cụ thể là tham gia hạ cục tướng địch sẽ được tăng công vật lý cộng dồn tối đa 20 lần. Chiêu 2 ở dạng đánh xa cũng sẽ sử dụng ít máu hiện tại hơn để gây sát thương. Trong khi đó, chiêu cuối sẽ được giảm thời gian hồi chiêu ở giai đoạn đầu và giữa game. Rõ ràng, với sự điều chỉnh này thì Sinetia của phiên bản KIC mạnh hơn phiên bản Liên Quân hiện tại của chúng ta rất là nhiều. Ước gì Sinetia của Liên Quân cũng sẽ được điều chỉnh như thế này để tôi chơi vợ tôi nó thích hơn. Ata của KIC sẽ sử dụng toàn bộ bộ kỹ năng của vị tướng chư bát giới ở Vương Giả Vinh Diệu, bao gồm tất cả các sát thương của bản thân và trang bị sẽ đều giúp hồi máu cho bản thân. Sau khi dùng chiêu 2 cường hóa, đòn đánh thương sẽ kéo cái đến trong phạm vi về trước mặt Ata.
So với ATA gốc của Liên Quân thì ATA của KIC 2023 có khả năng có quay tốt hơn nhờ khả năng hồi phục mạnh hơn và đặc biệt là khống chế địch cũng sẽ dễ dàng hơn. Annette phiên bản KIC sẽ được điều chỉnh một chút ở chiêu 1 giúp gây thêm nhiều sát thương hơn mỗi đợt so với là Annette của Liên Quân. Điều này giúp khả năng cấu rỉa của Annette sẽ khó chịu hơn rất là nhiều. Bởi nếu như ai chơi Annette sẽ biết khả năng sát thương theo thời gian của vị tướng này là cực kỳ tốt. Và thậm chí nha, khi kết thúc trận đấu, sát thương tổng của Annette nhiều hơn các vị tướng chủ lực là điều hoàn toàn bình thường. Và chỉ cần tăng thêm chút sức mạnh ở chiêu 1 thôi cũng đủ giúp cho Annette phiên bản KIC trở thành một hot pick với vai trò hỗ trợ. Aza phiên bản KIC cũng được điều chỉnh tăng sức mạnh hơn đáng kể so với Aza ở phiên bản gốc của Liên Quân Mobile. Cụ thể, chiêu 1 được tăng khoảng 30% khả năng gây sát thương so với Aza gốc. Trong khi đó, chiêu cuối thay vì sẽ khiến địch biến hình tương tự như cầm lặng, thì Aza phiên bản KIC lại là khống chế cứng với hiệu ứng làm choáng địch. Aza ở Liên Quân trong đấu giải gần như là bị auto cấm rồi, mà Aza của KIC lại còn bá cháy bọn chết như thế này thì quả thật là ối dồi ôi luôn. Liliana phiên bản KIC cũng sẽ được tăng sức mạnh tương đối khủng so với Lily phiên bản gốc của Liên Quân Mobile. Cụ thể, chiêu 1 ở dạng người sẽ bị giảm một chút sát thương ở giai đoạn đầu trận, nhưng sẽ lại mạnh hơn về cuối trận so với Liliana của Liên Quân. Trong khi đó, ở dạng cáo thì Liliana của phiên bản KIC sẽ mạnh hơn tương đối nhiều so với phiên bản gốc. Chiêu 2 ở dạng người của Lily KIC cũng sẽ được điều chỉnh yếu hơn ở giai đoạn đầu trận và mạnh hơn ở cuối game so với lại phiên bản gốc. Với những điều chỉnh như thế này sẽ giúp cho Liliana KIC không quá yếu ở giai đoạn đầu trận so với Lily gốc của Liên Quân, nhưng mà việc tăng tiến sức mạnh sẽ chậm hơn đôi chút. Bù lại về cuối game thì Liliana phiên bản KIC sẽ mạnh hơn một chút so với Liliana của Liên Quân. Lorion của KIC sẽ bị giảm một chút sức mạnh ở khả năng gây sát thương và hồi phục từ nội tại so với là Lorion của Liên Quân. Bù lại thì khả năng càn lướt của Lorion KIC lại bá đạo hơn rất nhiều nhờ chiêu 2 khi mà bay đến lôi cầu sẽ không bị chọn là mục tiêu, trong khi Lorion của Liên Quân chỉ là được miễn khống chế. Qua đó, Lorion của KIC cũng sẽ không phải chịu sát thương với những chiêu thức định hướng hay là đòn đánh thường. Đồng nghĩa, khả năng outplay và sống sót trong giao tranh của Lorion KIC cũng là tốt hơn rất nhiều so với là Lorion của Liên Quân. XG phiên bản KIC cũng được tăng sức mạnh tương đối đáng kể so với XG của Liên Quân. Chiêu 1 và chiêu 2 của XG phiên bản KIC được tăng lượng lớn sát thương gây ra, đặc biệt là chiêu 2 tăng tới 250% sức sát thương gây ra so với XG của Liên Quân, thực sự là quá kinh khủng tởm luôn. Bù lại thì chiêu cuối của XG KIC sẽ tăng thêm 1 giây thời gian giãn cách, tức là từ 5 giây lên 6 giây so với là XG của Liên Quân. Nhưng thực sự giữa 5 với 6 giây giãn cách khi mà dùng chiêu cuối nó không phải là điều gì đó quá đáng kể, bởi ai chơi XG cũng đều biết không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ đều dùng chiêu cuối 2 lần sau khoảng thời gian giãn cách, và sát thương của XG chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thả diều đến từ chiêu 1. Mà sát thương tổng của XG trong Liên Quân đã cực lớn rồi thì qua phiên bản KIC nó lại còn lớn hơn rất nhiều nữa. Thực sự con XG KIC nó quá bá. Slim của KIC cũng được tăng đáng kể sức mạnh so với là Slim của Liên Quân. Cụ thể, chiêu 1 của Slim phiên bản KIC sẽ được giảm thời gian hồi chiều, được tăng sát thương tối thiểu và gia tăng thêm tốc đánh cộng thêm khi mà tung chiêu trúng đích so với phiên bản của Liên Quân. Thêm vào đó, chiêu cuối cũng sẽ được giảm mạnh thời gian hồi chiều và cân bằng lại thời gian tăng tốc chạy. Với điều chỉnh này sẽ giúp Slim phiên bản KIC đỡ cơ cực hơn ở đầu trận, nghĩa là tăng tiến sức mạnh nhanh hơn họ, và cuối game cũng sẽ mạnh hơn nhờ tốc đánh chiêu 1 nhiều hơn và thời gian hồi chiêu cuối nhanh hơn. Slim Liên Quân đã gánh team rất tít ở giai đoạn cuối game rồi thì Slim của KIC nó còn bá hơn như vậy nữa. Caffini phiên bản KIC cũng được gia tăng thêm khả năng gây sát thương ở chiêu 1 so với là Caffini của Liên Quân, đặc biệt là khi về cuối game. Kết hợp cùng với đó là giảm thời gian hồi chiều và gia tăng tỷ lệ chí mạng cộng thêm ở chiêu 2. Qua đó sẽ giúp những cú sốc sát thương của Caffini phiên bản KIC đột biến hơn rất nhiều so với là phiên bản của Liên Quân, đặc biệt là khi kết hợp với những vị tướng trợ thủ có khả năng cấu rỉa mạnh. Terry phiên bản KIC được tăng gấp đôi khả năng gây sát thương từ đòn đánh cường hóa nhờ nội tại so với là phiên bản gốc ở Liên Quân. Chiêu 1 tăng thêm khoảng 35% sức sát thương so với phiên bản Liên Quân, và chiêu cuối cũng tăng thêm khoảng 35% sức sát thương so với phiên bản Liên Quân. Terry đã và đang là một trong những vị tướng xạ thủ rất mạnh, gánh team rất tốt của Liên Quân Mobile. Giờ đây lại càng mạnh hơn rất nhiều ở phiên bản KIC 2023 thì quả thật là bá cháy bọ chét luôn. Và đó là toàn bộ 16 trong tổng số 22 vị tướng của Liên Quân Mobile được điều chỉnh để góp mặt trong giải đấu KIC 2023. Các thầy đánh giá sao về 16 vị tướng này so với phiên bản gốc của Liên Quân? Hãy để lại bình luận của thầy trong video này nha. Đến đây thì bản tin Liên Quân ngày hôm nay cũng đã hết. Nếu các thầy thấy video này hay và hữu ích thì em lại chỉ xin các thầy cho em đúng một đăng ký kênh và một like cho video này thôi, chứ em không xin nhiều. Cảm ơn các thầy đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy trong những video sau.